Bài ca O Quale Sorte của hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ với phần âm nhạc do Đức Hồng Y Salesian tiên khởi do Gian Cagliero viết vào cuối thế kỷ 19. Lời ca bằng tiếng Ý được Sơ Felicina Fauda, hội dòng FMA, viết vào năm 1913. Bài hát như một dấu chỉ về sự hiệp thông và hiệp nhất của hội dòng FMA trong đoàn sủng Salesian. Cùng xen lẫn đó là một sáng tác bởi nhạc sĩ Thiên Duy với tâm tình Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, một điệp khúc tuyệt đẹp đã gắn liền trong suốt cuộc đời mẹ Maria. Our gathering tonight is really a family gathering as we appreciate the presence of our Salesian sister, the daughter of Mary Help of Christians. They will send us a traditional song which is familiar to all Salesian sisters and their students, O Quale Sorte. The lyric was written by Sister Felicina Fauda in 1913, and music was done by the first Salesian Cardinal John Cagliero in 19th century. The song is a strong expression of the communion and unity of the Salesian Sisters congregation within the Salesian Charism. It is continued with the best song of praise, which was sung by our Mother Mary Help of Christians, the Magnificat, Vietnamese lyric and music by Thiên Duy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa qua bao thế hệ, hằng luôn bao bọc những ai biết kính sợ Ngài. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng tôi reo mừng trong đấng chuộc Magnificat, 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 magnificat. Phần trình bày thật ấn tượng của quý sơ FMA Lâm Đồng và các bạn sinh viên lưu xá Don Bosco Đà Lạt. Thank you for your impressive presentation of the Salesian sisters from Lâm Đồng district and the college students of Don Bosco Đà Lạt hostels. Sau đây Đức Hồng Y sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm với quý sơ và các bạn sinh viên. Xin cảm ơn quý sơ và các bạn sinh viên. Once again, thank you so much, His Eminence.